Hôm nay con đang học bài, tại vì gần tới ngày thi rồi nên con phải cố gắng học bài chăm chỉ. Trường trường con là trường làng nên con chỉ học có một buổi thôi, đó chính là buổi chiều. Còn buổi sáng thì con phải tự học ở nhà. Còn buổi tối thì con đi học thêm luyện chữ. Tại vì chữ con hơi xấu cho nên con phải luyện để đi thi. Cô chú ơi, gần tới ngày thi mà cũng gần tới mùa Noel rồi. Cô chú thấy con đang mặc cái gì không? Mẹ con mua cho con cái áo này đặt ở trên mạng á. Con thích màu hồng mà mẹ con cũng hiểu ý con ghê á. Biết con thích màu hồng nên mua cho con màu hồng luôn. Cô chú có lạnh không? Cô chú có thấy cái áo con đẹp không? Mẹ con cũng mua cho chị Hà Tiên con một cái nữa, giống y chang như con luôn. Để con xếp ra cho cô chú coi nha. Đây là cô chú. Đây, nó màu hồng nha. Con cô chú thích màu gì thì cô chú cứ mua màu đó đi. Đây, nó có hai cục bông để cho ra mặt mát lắm á. Đây, trên cái nón của nó cũng có lông không nè cô chú. Đây cũng có lông không nè. Chị Hà Tiên con lúc mua thì cũng thích lắm á cô chú. Đây cô chú nhìn đây nè. Nhờ ở trong cái lọ của chị Hà Tiên hơi khác một chút nha cô chú. Đây có hai cái cục bông nha. Đây, đẹp không cô chú? Cùng cũng có hai cái túi nữa nè. Cái áo này mặc ấm lắm á cô chú. Trời, tới mùa Noel á cô chú có mua chưa? Con cô chú mặc đi, nó ấm lắm cô chú ơi. Đây nè cô chú. Con cũng ước gì con có nhiều tiền để con mua cho bạn con một cái áo giống con. Bạn con cũng không có áo để mặc cho mùa Noel nữa nên bạn con phải kiếm tiền, mà ba mẹ bạn đó kiếm không có đủ tiền để mua. Bây giờ con hết tiền để nhét ống heo rồi nên con phải đi bán bánh kiếm tiền, nhưng mà con cũng mua cho tới thứ bảy chủ nhật để đi bán bánh lắm, nhưng mà mẹ con thứ bảy chủ nhật cũng phải đi học nữa, con buồn ghê. Cô chú con cũng muốn mua cho bạn con một cái giống như con, nhưng mà con không có tiền, con phải đi làm bán, nhưng mà mẹ con cũng phải đi học. Thứ bảy chừng nào thầy mà bệnh gì đó mẹ con mới được nghỉ. Vậy á cô chú, nên mẹ con mà được nghỉ nên mới làm bánh bạn con mới làm bánh bán được. Con cũng mong sao cho mẹ con cũng được nghỉ một chút để làm bánh kiếm tiền mua áo cho bạn trong lớp của con. Bạn trong lớp của con cũng nghèo lắm, nhưng không có nghèo bằng con. Con được mẹ mua mà bạn không được, mẹ mua cho cái áo. Con vui lắm nhưng mà con cũng buồn lắm. Bạn con cũng không có cái tiền để mua áo nữa. Mẹ bạn nó không có mua cho bạn đó một cái, tại mẹ bạn nó không có tiền. Con cũng mong để có nhiều tiền mua cho bạn con một cái áo. Con cũng có áo mặc ấm rồi nhưng mà bạn con không có áo để mà. Cô chú mong cô chú xem video của con để con sẽ quay video thường xuyên nha cô. Bây giờ cũng gần tới giờ đi học rồi nên con phải soạn sách để đi học, tắm rửa nữa. Cô chú thích video của con thì hãy cho con một nút like và một nút đăng ký nữa nha, để theo dõi video của con thường xuyên. Và cô chú ơi, để con lộn. Bây giờ cũng tới giờ con đi học rồi, con phải soạn sách, tắm rửa đi
nữa. Nếu cô chú thích video của con, hãy cho con một nút like và một nút đăng ký để theo dõi video của con thường xuyên nha. Nếu cô chú con chúc cô chú một ngày tốt lành và hẹn gặp lại cô.